Tiếp nối sẽ là những diễn biến mới nhất liên quan tới xung đột tại dải Gaza. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã có chuyến thăm tới cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza. Tại đây, thì ông Guterres cũng đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza theo tinh thần của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Phát biểu trước báo giới tại cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tháng Ramadan là thời gian để truyền bá các giá trị của lòng nhân ái và hòa bình, song người dân ở dải Gaza lại đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ. Ở ngoài kia là những chiếc xe tải viện trợ nối đuôi nhau, bên cạnh đó là hàng trăm người dân đang phải hứng chịu sự nghèo đói cùng cực. Điều này còn tệ hơn cả một thảm kịch. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải dừng bắn vì tất cả mọi người đều đang sống như một cơn ác mộng. Ông Guterres cũng kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Ai Cập để tối ưu hóa dòng hàng viện trợ vào Gaza. Chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới cửa khẩu Rafah diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn dậm chân tại chỗ.